xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất: Bí quyết của thành công. Người thanh niên này nỉ mãi nên ông Tờ đành dừng lại hỏi: Thế anh muốn tôi điều gì? Anh thanh niên đáp: Dạ thưa bác, cháu tên là A, phải phụ trách tổ chức một diễn đàn dài một năm với đề tài bí quyết thành công cho đoàn thanh niên của tỉnh mình cùng tham gia thảo luận. Bác chính là một tấm gương thành công hoàn hảo mà cháu thấy khi nghiên cứu tài liệu về bác. Cháu xin bác cho cháu một buổi làm việc để cháu được học và phổ biến cho thanh niên tỉnh mình cùng noi gương theo tấm gương của bác à. Ông Tờ suy nghĩ một chút rồi nói: Thế tôi hẹn anh lúc 2 giờ chiều mai đến văn phòng tôi nhé. Chiều hôm sau, anh A và 4 người bạn khác đã có mặt sớm tại văn phòng của ông Tờ, đem theo các thiết bị thu hình, thu âm nhỏ gọn đủ thứ. Anh A nêu câu hỏi đầu tiên: Dạ thưa bác, ngày xưa bác học rất giỏi, phải không bác ạ? Ông Tờ đáp: Tôi học dở nhất lớp. Anh thấy có ngạc nhiên không? Dạ, bác tốt nghiệp đại học nào vậy? Tôi thi rớt đại học nên học nghề cơ khí. Thế thì gia đình của bác vốn rất là giàu, để gia tài lớn lại cho bác có phải không? Nhà tôi rất là nghèo, có thể nói là nghèo nhất ở vùng đó. Nhiều lúc đói quá phải xin gạo hàng xóm để ăn. Thế thì vợ bác rất là giàu nên hỗ trợ vốn liếng khởi nghiệp cho bác. Vợ tôi mồ côi từ bé. Thế thì bác học bí quyết thành công từ ai? Ở đâu mà từ một công nhân cơ khí bây giờ trở thành ông chủ tập đoàn hùng mạnh có gần 10.000 công nhân? Tôi nghèo sơ sát mà, quần áo vá víu, làm gì có đại gia nào cho tôi gặp mặt để phỏng vấn hay hỏi bí quyết thành công của họ. Tôi chỉ hỏi bí quyết thất bại của mấy ông vô gia cư mà thôi. Mọi người trong phòng rất là ngỡ ngàng vì câu trả lời kỳ lạ này. Xin bác nói rõ thêm chỗ này cho tụi cháu hiểu được không ạ? Ban đầu tôi cũng rất giống như các cậu bây giờ, nuôi chí lớn, muốn học hỏi kinh nghiệm và bí quyết thành công của những người nổi tiếng, nhưng chẳng ai chịu tiếp tôi cả. Tôi chợt suy nghĩ ra, nếu không học được bí quyết thành công thì tại sao ta không tìm học các lý do gây nên sự thất bại? Người thất bại nhiều hơn người thành công và rất là dễ tiếp cận hơn. Thế là những ngày rảnh rỗi tôi lang thang đi tìm những người vô gia cư nghèo khó, mang ít bánh nước mời họ ăn và hỏi về cuộc đời của họ, tại sao họ thất bại. Tôi học được nhiều các bài học xương máu của họ. Có người thất bại vì tâm lý kiêu ngạo, cứ muốn chứng tỏ rằng
mình hơn mọi người khác. Có người thất bại vì ích kỷ, chỉ vơ vét tìm lợi cho mình, cuối cùng cũng bị mọi người quay lưng, mất sự hợp tác nên phá sản. Có người thất bại vì ít tập trung lo làm việc, vừa chớm thành công đã lo thụ hưởng ăn chơi nên vốn liếng cạn dần. Có người thất bại vì chủ quan tin người thái quá nên bị lừa gạt cướp mất hết tài sản mà không còn bằng chứng để kiện tụng. Có người thất bại vì đầu tư vào lĩnh vực mà mình không có chuyên môn sâu nên bị sai lầm về kỹ thuật, tạo ra sản phẩm bị lỗi, bị thị trường từ chối. Cũng có người thất bại vì chỉ sử dụng người bà con chứ không chịu tuyển dụng người có năng lực, doanh nghiệp bị bòn rút rồi phá sản. Cũng có người thất bại vì chỉ lo sản xuất những thứ mình thích chứ không hiểu xã hội cần gì, kết quả là sản phẩm không tiêu thụ được. Nhiều nguyên nhân thất bại lắm cháu ạ. Tôi ghi chép lại gần 10 cuốn tập dày, phân tích tỉ mỉ. Sau đó tôi cẩn thận khởi nghiệp bằng cách làm các cái điều phúc thiện trước. Vì nhiều đại gia thất bại cũng tin rằng do họ ít chịu làm điều phúc thiện nên mọi chuyện đều rối tung lên, tâm trí mờ mịt, tìm không ra lối thoát. Tôi đi đắp sửa đường bị hư, dành dụm tiền gửi cứu trợ đồng bào lũ lụt, đi nhặt rác đường phố, dạy miễn phí kỹ năng cơ khí cho các bạn trẻ muốn học nghề. Cho đến hôm nay, có một bạn học nghề rủ tôi mở xưởng cơ khí. Với sự tài trợ của gia đình bạn ấy, tôi nghĩ rằng vận may đã đến một cách tự nhiên rồi. Trong suốt thời gian khởi nghiệp, tôi cẩn thận tránh các sai lầm của những người đã thất bại, cố gắng giữ đạo đức, cẩn trọng, luôn học hỏi cái hay của người khác, luôn yêu thương đùm bọc nhân viên của mình. Giúp ai được cái gì, sẵn sàng giúp, không bao giờ tự mãn. Tự nhiên, mọi việc tốt đẹp cứ tìm đến tôi. Tôi xin nhắc lại, những việc tốt cứ tìm đến tôi, chứ không phải tôi giỏi đến mức đã tìm ra được rất nhiều điều tốt đẹp. Mọi người cắm cúi ghi chép các ý của ông Tờ. Bài học rút ra: tránh được thất bại tức là thành công. Muốn tránh thất bại thì hãy khiêm tốn tìm học các tấm gương thất bại. Tính ra tỷ lệ người thất bại mới là lớn, còn người thành công huy hoàng chẳng được bao nhiêu. Học người thành công dễ làm ta háo hức và hiếu thắng, còn học người thất bại khiến ta cẩn thận hơn, khiêm tốn hơn, từ đó mà dễ dàng thành công hơn. Câu chuyện thứ hai, chuyện cây táo. Cách đây rất là lâu, ở một làng nọ có một cây táo cổ thụ. Hàng ngày có một cậu nhỏ hay ra chơi đùa với cây. Cậu leo trèo lên ngọn cây hái táo để ăn. Và khi cậu đã mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi. Dưới bóng râm của nó, cậu rất yêu quý cây táo, và cây táo cũng thích chơi đùa với cậu. Thời gian cứ trôi đi, cậu nhỏ này mỗi ngày đã lớn
và không còn chơi đùa với cây táo nữa. Một ngày nọ, cậu xuất hiện với vẻ mặt rất buồn bã. Cây táo muốn chơi đùa với cậu, nhưng cậu từ chối. Tôi không còn nhỏ nữa, và tôi không còn muốn chạy xung quanh cây. Tôi muốn chơi đồ chơi kia, nhưng tôi không có tiền để mua chúng. Tôi cũng không có tiền. Cây táo nói, nhưng cậu có thể hái trái táo của tôi để bán, và cậu sẽ có tiền mua đồ chơi kia. Cậu trai rất mừng khi nghe đề nghị như vậy. Cậu hái hết các quả táo mang đi bán và không trở lại nữa. Cây táo rất buồn vì nhớ cậu. Một ngày kia, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai, đến bên cây táo. Nó rất vui mừng và đề nghị cậu chơi đùa với nó. Nhưng chàng trai từ chối và đề nghị cây táo hãy cho chàng một ngôi nhà để gia đình có chỗ trú ẩn, che nắng, che mưa. Tôi không có nhà để cho cậu, cây táo nói. Nhưng cậu có thể chặt những tán cây của tôi để xây nhà. Và thế là chàng trai chặt hết các tán cây, vui vẻ mang đi. Cây táo rất là hạnh phúc khi thấy chàng trai vui vẻ, nhưng không thấy chàng trai quay lại nữa. Nó trở nên buồn bã và cô độc. Vào một ngày hè nóng nực, rất lâu sau đó, một người đàn ông, cậu bé lại xuất hiện trở lại. Và cây táo lại rất là vui mừng. Nó muốn chơi đùa, nhưng người đàn ông ấy từ chối vì mệt mỏi. Ông ấy muốn có một chiếc thuyền để nghỉ ngơi và muốn cây táo giúp mình. Cây táo đề nghị người đàn ông hãy đốn thân cây to lớn của nó để làm chiếc thuyền. Người đàn ông đã đốn cây và không xuất hiện nữa. Cuối cùng, có một buổi chiều, ông lão, cậu bé đã xuất hiện. Ôi con trai, bây giờ thì thả không còn để chơi với con nữa rồi. Cây táo nói, không còn những quả táo chín mọng nữa rồi. Con không còn răng để ăn táo, cũng không còn cành để con leo. Con không đủ sức để làm việc đó. Thật ra, ta không còn gì nữa, chỉ còn mỗi gốc cây. Cây táo khóc. Con không cầu xin cái gì nữa cả, chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Nói rồi, ông lão ngồi lên gốc cây. Cây táo rất đổi là vui mừng. Nó cười qua làn nước mắt. Bài học rút ra, đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn. Cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi chúng ta còn bé, chúng ta rất thích chơi đùa với bố mẹ. Nhưng khi chúng ta lớn lên, thì chúng ta rời bỏ họ mà chỉ quay về khi chúng ta cần lấy thứ gì đó, hay chúng ta có những nỗi muộn phiền. Cha mẹ vẫn sẵn sàng chia sẻ, tha thứ, đón nhận chúng ta và làm tất cả những gì, miễn sao là chúng ta được vui vẻ và hạnh phúc.